Nếu bạn mong chờ một câu trả lời kiểu như đùi to thì đừng mặc skinny jeans bởi vì như thế trông đùi càng lộ hơn, hoặc là chân dài rồi thì đừng mặc quần cà cao nữa vì trông rất là mất cân bằng, thì câu trả lời của mình là channel này không dành cho bạn đâu. Hello everyone, welcome back to my channel. Xin chào mọi người, Nandi đã trở lại trong một video mới để tiếp tục chia sẻ đến mọi người những kiến thức và câu chuyện liên quan đến thời trang và ăn mặc dưới đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về jeans nhé. Yếu trong tủ quần áo mà mình nghĩ là ai cũng phải sở hữu ít nhất là 3 đến 4 chiếc. Jeans thì rất dễ kiếm trên thị trường, tuy nhiên là để tìm được một chiếc quần ưng ý, phù hợp và tôn lên vóc dáng của từng loại cơ thể thì không hề dễ một chút nào cả. Đôi khi là bạn phải mất đến 5 hoặc là 7 lần ra về tay không mới có thể kiếm được một chiếc quần jeans ưng ý. No choice, việc của bạn cần làm với quần jeans là bên cạnh việc hiểu cấu trúc của cơ thể mình thì còn đừng bao giờ ngần ngại thử bất kỳ chiếc quần jeans nào mà bạn cho là tiềm năng, bởi vì có như thế thì mới đến một ngày bạn tìm được một chiếc quần jeans mà kiểu khiến chân bạn look so good và rồi sau đó thì bạn chỉ muốn gắn bó với nó mãi thôi. Bản thân mình là một ví dụ. Nếu bạn follow mình trên Instagram thì bạn sẽ thấy là dạo gần đây mình mặc đi mặc lại chiếc quần jeans xám đen này. Và mình luôn một cách nhanh chóng với tay lấy chiếc quần này để mặc mỗi khi mở tủ quần áo. Kể từ lần đầu tiên mình mặc chiếc quần này tới nay thì mình luôn luôn được hỏi là mình đã mua chiếc quần này ở đâu. Chứng tỏ là không phải chỉ riêng bản thân mình thấy mình phù hợp với chiếc quần này mà tất cả những người khác cũng không thể phủ nhận điều đó. Mình nghĩ đó là một sự thành công trong mua sắm và cũng là mục tiêu mà mình muốn các bạn hướng đến. Mua sắm ít nhưng mà đúng. Một khi các bạn đã tìm được món đồ phù hợp với bản thân mình rồi thì bạn sẽ có cảm giác đủ và không muốn mua sắm nhiều nữa. Nói về jeans thì có lẽ là ở đây không ít bạn đã từng trải qua cảm giác mông lung khi đi mua sắm quần jeans với những cái tên ở trên nhãn như là mom jeans, high rise, slim fit, boyfriend, wide leg hay là relaxed fit. Mà đôi khi là có thể các bạn sẽ không nhìn thấy quá nhiều điểm khác biệt giữa các loại quần jeans này. Nếu bạn mua trực tiếp tại cửa hàng thì đôi khi cũng còn cảm thấy khó khăn bởi vì chiếc này cũng xinh mà chiếc kia trông cũng hợp. Nhưng ít nhất là bạn vẫn có thể thử dù hơi nhiều một chút. Như vậy vẫn còn tốt hơn là việc mua jeans online bởi vì tất cả những thông tin mà bạn có là mô tả sản phẩm thông qua những cái tên và phân loại mà hãng đã vạch ra. Mình luôn luôn khuyến khích mọi người là hãy hạn chế mua jeans online bởi vì việc mẫu mặc lên trông như thế này nhưng lên người chúng ta trông như thế nào thì lại là một chuyện khác. Có thể là nó sẽ khác nhau rất là nhiều bởi vì mỗi người có một cấu trúc và xương chân. Nhưng mình hiểu là không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội thử trực tiếp quần lên người. Vì thế trong video ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về những loại jeans hiện có trên thị trường, đặc điểm của chúng để các bạn có thể lựa chọn dễ dàng và chính xác hơn khi đi mua sắm nhé. Có một số cách khác nhau để phân loại quần jeans. Nếu xét trên tiêu chí về độ vừa vặn thì chúng ta có 5 loại quần jeans. Bắt đầu từ loại ôm nhất chúng ta có là skinny jeans, sau đó đến slim fit jeans, regular fit jeans, relaxed fit jeans và loose fit jeans. Tuy nhiên theo mình thì cách chia này chưa thực sự đầy đủ và mình muốn giới thiệu đến các bạn một cách chia khác. Phân theo hình dáng của ống quần và độ cao của cặp quần theo Tan France. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 8 loại quần jeans. Bắt đầu là skinny jeans, sau đó đến stretch leg jeans là quần ống đứng, wide leg jeans là quần ống rộng. Sau đó chúng ta sẽ có loại thứ tư là bootcut jeans là ống hơi lê nhẹ một chút. Thứ năm là bell bottom là hình quả chuông đó, thì chính là cái loại quần loe mà chúng ta thường thấy, hay còn có gọi một tên gọi khác là flared jeans. Và loại thứ 6 là high rise jeans là quần cặp cao, thứ 7 là mid rise là quần cặp vừa, và thứ 8 là low rise jeans là quần cặp thấp, cặp trễ. Nghe đến đây thì có thể là một số bạn sẽ nảy ra một câu hỏi trong đầu kiểu là vậy thì dáng quần nào sẽ phù hợp với kiểu người nào? Nếu bạn mong chờ một câu trả lời kiểu như đùi to thì đừng mặc skinny jeans bởi vì như thế trông lùi càng lộ hơn, hoặc là chân dài rồi thì đừng mặc quần cạp cao nữa vì trông rất là mất cân bằng, thì câu trả lời của mình là channel này không dành cho bạn đâu. Ai quan tâm chứ? Ai cần giấu đùi to, ai cần chân bớt dài? Trong video này cũng như là tất cả các video khác đã và sẽ xuất hiện trên channel của mình luôn luôn hy vọng là bạn mặc những gì bạn cảm thấy thoải mái, tự tin là được. Đừng để người khác định nghĩa thời trang dùng bạn hay bất kỳ một định kiến nào của xã hội làm nhòa đi cả tính ăn mặc của bạn. Và bạn cũng đừng bao giờ hy vọng là bộ đồ bạn mặc có thể làm vừa mắt tất cả những người bạn gặp, bởi vì đôi khi họ cũng chẳng biết là họ muốn cái gì đâu.
Mỗi người có một sở thích, một phong cách khác nhau. Và việc bạn cần làm là thẳng thừng gạt hết tất cả những bình luận đó ra khỏi đầu và mặc cho chính bạn. Và như vậy, trong video này, mình sẽ chỉ nêu ra đặc điểm của từng loại quần jeans để bạn biết, bạn hiểu hơn và tự cân nhắc thôi. Cái điều mà quyết định là dáng quần nào phù hợp với bạn, nó là do bạn muốn mình trông như thế nào thôi. Đầu tiên là skinny jeans. Chắc hẳn không còn xa lạ gì nữa, skinny jeans là loại quần có ống bó, ôm sát chặt từ phần đùi đến sát tận mắt cá chân, được làm từ vải có độ co giãn để giúp chúng ta có thể dễ dàng mặc vào, cởi ra hoặc là di chuyển đi lại dễ dàng. Skinny jeans thì sẽ giúp bạn phô diễn toàn bộ đôi chân của mình mà không che giấu bất kỳ một điểm nào cả. Nên nếu bạn muốn show cái đôi chân của mình ra, không ngại khuyết điểm thì hãy chọn skinny jeans nhé. Ngoài ra vào mùa đông thì skinny jeans với đặc tính là ôm sát vào chân không có một khoảng hở nào thì cũng rất tiện để chúng ta có thể dắt vào phía bên trong của những đôi bốt cao cổ mà không phí cộ. Thứ hai, chúng ta có straight leg jeans là loại quần có phần ống đứng dọc theo toàn bộ chân. Straight leg jeans thì có một số biến thể. Nếu mà là quần ống đứng nhưng thiên nhiều hơn về sự vừa vặn và thuôn gọn thì chúng ta sẽ có quần slim fit jeans. Nếu bạn nhìn thấy một chiếc quần vẫn có khoảng hở, tức là không bó sát ôm chặt như skinny jeans, nhưng cái khoảng hở đó nó rất là vừa vặn chỉ một chút thôi, thì đó chính là dáng quần slim fit. Tiếp theo là nếu ống đứng nhưng thiên nhiều hơn về sự có phần rộng rãi, baggy một chút, thì chúng ta có boyfriend jeans hoặc là relaxed fit jeans. Nếu mà là quần ống đứng nhưng đi kèm với quần cạp cao ấy, thì chúng ta sẽ có loại quần chính là mom jeans mà đôi khi các bạn cũng đã nghe thấy đấy. Quần ống đứng chung là sẽ biến tất cả mọi đôi chân trở nên hoàn hảo bằng việc là tạo ra một hình ảnh về đôi chân thẳng tắp, và dáng quần này thì cũng có phần trông khỏe khoắn hơn. Thứ ba, chúng ta có wide leg jeans, quần ống rộng. Đây là loại quần có dáng của ống là dáng loe dần bắt đầu từ phần đùi, loe dần chéo dần ra dài đến hết cả ống quần. Đây cũng là một loại quần giấu chân. Dù bạn chân thẳng, chân cong hay chân vòng kiềng gì thì mặc lên đều trông sẽ giống nhau. Quần thứ tư và thứ năm là hai loại quần mà có lẽ tiếng Việt đều gọi chung là quần ống loe. Tuy nhiên là thuật ngữ gốc thì phân ra làm hai loại. Thứ nhất là bootcut jeans, là loại quần ống loe nhưng ôm từ phần đùi đến sát đầu gối, bắp chân và bắt đầu chỉ loe ra ở phần gần cuối ống quần. Trong khi đó, loại quần ống loe thứ hai nó là bell bottom, hay còn gọi là flared jeans, chính là loại quần ống loe mà ôm ở phần mông đùi rồi bắt đầu loe ra ở phần đầu gối đến hết. Đôi khi hai loại quần loe này có thể hơi dễ nhầm lẫn với nhau một chút nếu mà phần loe của ống quần không rộng hẳn ra. Cùng là một độ rộng vừa phải thì có những người bắp chân to có thể mặc sẽ biến thành quần bootcut jeans, mà người bắp chân bé có thể sẽ mặc thành là flared jeans. Đối với quần ống loe thì mình khuyên là mọi người nên cố gắng trực tiếp thử lên người để xem là phần bắt đầu loe ra của thiết kế quần sẽ rơi vào đoạn nào trên chân mình. Bởi vì mỗi người có một tỷ lệ chân khác nhau, chân dài ngắn khác nhau, và bản thân cái tỷ lệ chiều dài của bắp đùi với cả bắp chân cũng đã khác nhau rồi. Thế nên là phần loe rơi vào trên đầu gối hay là thấp hơn đầu gối thì đều ảnh hưởng đến thẩm mỹ của quần. Và như vậy chúng ta đã có 5 loại quần jeans được liệt ra dựa theo hình dáng của ống quần. Loại quần jeans thứ 6 là low rise jeans, quần cạp trễ với phần cạp sẽ nằm ngang ở xương hông của chúng ta. Đối với quần cạp trễ thì bạn sẽ dồn sự chú ý, sự tập trung của mọi người về phần mông và đường cong của mông. Chính vì thế mà mình luôn cảm thấy có một sự quyến rũ ẩn sau những chiếc quần jeans cạp trễ. Tuy nhiên là đối với loại quần này thì bản thân mình không thấy thoải mái lắm khi mặc, đặc biệt là khi phải đứng lên ngồi xuống nhiều bởi vì cái phần cạp nó sẽ rơi xuống khá là thấp. Đây cũng đồng thời là kiểu quần sẽ làm cho đôi chân của chúng ta trông ngắn hơn bình thường, thế nên là bạn hãy chú ý nhé. Thứ bảy, high rise jeans, quần cạp cao, với phần cạp nằm ở trên của rốn và rơi vào phần nhỏ nhất của eo chúng ta. Jeans cạp cao sẽ giúp bạn loại bỏ khoảng trống giữa cặp quần và lưng, một vấn đề rất hay gặp phải ở những người có thân hình đồng hồ cát hoặc là thân hình quả lê, bởi vì đặc tính là phần cạp sẽ ôm sát vào eo. Đây cũng là loại quần làm bụng bạn trông có vẻ phẳng hơn bằng việc dồn hết tất cả cái phần vòng lên của bụng vào phía bên trong của cặp quần và kéo khóa lên. Xong, kiểu cạp này cũng chắc chắn là làm chân bạn trông dài hơn. Và loại cuối cùng, loại thứ 8, mid-rise jeans, quần jeans cạp vừa với phần cạp nằm ngay ở dưới rốn, là một sự dung hòa của jeans cạp cao và jeans cạp trễ, sẽ giúp bạn tôn mông vừa phải, khoe chân vừa phải. Và mình có một số lưu ý dành cho các bạn khi chọn quần jeans. Thứ nhất là phần cạp quần và mông nên chọn size như thế nào để nó ôm sát vào cơ thể mình. Có thể là phải hơi kéo căng một chút lúc các bạn mặc vào, nhưng việc này sẽ giúp mông của bạn trông cao hơn, tròn hơn và được tôn lên rất là nhiều. Mặc dù quần jeans có thể nhà sản xuất nói là không co giãn,
Nhưng thực tế là sẽ luôn có ít nhất là 1% khả năng co giãn ở trong đó. Thế nên là bạn mặc một lúc rồi sẽ cảm thấy thoải mái thôi. Cái phần bó chặt ở đó nó không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển đi lại đâu. Thứ hai là về chất liệu. Quần có chất liệu dày thì nhìn sẽ đứng dáng hơn và trông sang hơn. Đồng thời cũng giảm cái khả năng bị biến dạng dáng quần sau khi giặt một vài lần. Lúc thử tại cửa hàng thì các bạn hãy đứng lên ngồi xuống, kéo căng, co giãn các kiểu để thử chất lượng của quần jeans. Và đến đây là hết video rồi. Nếu các bạn thấy nội dung này có ích thì hãy like video để ủng hộ mình, cũng như là subscribe channel của mình để đón xem các video sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới, vẫn về các chủ đề liên quan đến thời trang, mua sắm, phong cách và làm đẹp nhé. Còn bây giờ thì thank you and bye for now.